tất cả những cái nỗi khổ mà chúng ta đang gì, đang phải nhận này, đang phải chịu này, đang phải gánh này, nó như là một giấc chiêm bao mà thôi. Mà giấc chiêm bao thì có thật không? Không. Cho nên coi nó như một giấc chiêm bao, đừng có bám, đừng có chấp, đừng có bám chấp mà sinh tâm đau khổ, phiền não, lo âu, sợ sệt, nhiệt não, vân vân. Trong nhà Phật chúng ta ngày xưa, thầy còn trẻ trẻ mới xuất gia tầm đạo, thường hay nghe Hòa Thượng Thiền Sư Thích Thanh Từ, cụ thường dạy là gì? Tất cả đều từ hai chữ buông xuống mà được bình an. Cái gì nó đến với chúng ta, nếu chúng ta biết lựa chọn, biết sử dụng hai chữ buông xuống thì sẽ được bình an, sẽ được tự tại, sẽ được giải thoát. Ngày đầu thầy mới nghe cũng chưa hiểu được nhiều, cho nên trong bụng, trong tâm thường khởi ra cái ý nghĩ rằng bạch cụ nói thì dễ nhưng buông thì khó lắm mà cụ ạ. Nghĩ như thế. Nhưng mà xong rồi cứ nghe nhiều riết. Thế mình mới đem ra để trắc nghiệm. Thế làm một cái bài toán trắc nghiệm đó. Một bài toán trắc nghiệm. Ví dụ, một ai đó người ta chửi mình, mình cứ giữ ở trong tâm, nhớ cái câu chửi của người khác, người ta mắng mình. Thế là đương nhiên mình cứ gì? Mình cứ thấy nó bực bội, thấy nó tức tối. Nếu mà mình làm sai đã đành, mình cảm thấy mình không sai, cái việc đó là mình làm đúng, tại sao bị người ta gì? Lại coi thường, lại đổ oan cho mình, lại chửi bới mình, lại nhục mạ mình, vân vân. Thấy buồn, thấy khổ, thấy nhiệt não. Lúc đấy dùng cái pháp mà Hòa Thượng Thiền Sư Thích Thanh Từ cụ dạy là gì? Buông xuống. Thế liền là thử xem, thôi không nghĩ đến nó nữa. Đức Phật dạy tất cả các pháp hữu vi như mộng mà, huyễn mà, bào mà, ảnh mà. Cái tấm thân mình này cha mẹ sinh ra nó cũng đâu phải là thật đâu. Trong kinh Đức Phật dạy là từ do gì? Do bốn đại đất nước gió lửa tạo thành. Hay sau này thì kinh Đại Thừa sau này Đức Phật lại nói này, thất đại, tức là thêm gì? Thêm không kiến thức nữa vào. Tứ đại là gì? Là địa, thủy, hỏa, phong. Đấy, địa, thủy, hỏa, phong. Thêm gì? Thêm không kiến và thức nữa. Thế thành thất đại mà thành tấm thân này. Nó sinh ra, nó trưởng thành, nó già đi, nó bệnh tật và nó chết. Đem chôn hoặc đem thiêu, thiêu thì năm 10, 20, 30 năm sau nó cũng thành gì? Thành đất hết. Đem chôn thành đất, đem thiêu thành tro. Mà thành tro thì có để trong hũ tro, đem cất ở trong tháp báo ân hay bất cứ chỗ nào mà gọi là sang trọng nhất hay là gì, kín đáo nhất, nó vài chục năm, vài trăm năm sau thì cũng hết mà thôi. Vì chiến tranh loạn lạc có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Mà chiến tranh loạn lạc xảy ra thì để đâu cũng gì, cũng khó có thể cất giữ được. Chôn ở dưới mộ, xây thành cái lăng, thành cái mộ tổ cũng gì, cũng bị bom đạn giặc giã cày xới phá hỏng. Rồi còn ngoài ra còn nạn gì? Nạn nước, nạn lửa, nạn giặc cướp vân vân nữa, nó cũng phá hỏng. Cho nên chẳng có cái gì là bền vững cả. Cho nên nhớ lời Hòa Thượng Thiền Sư dạy là gì? Buông xuống. Thực tập và hai từ buông xuống. Người ta chửi mình như đến thân mình còn không thật, có gì là cái ngã, cái ta, cái của ta. Cái ta không có thì làm gì mà phải sân gì?
Làm gì mà phải giận gì, làm gì mà phải nhớ gì. Thôi liền buông cái gánh nặng đó xuống. Thế liền là gì? Liền là được hết bực, hết tức. Hết bực, hết tức, hết giận dữ, hết khổ đau tức là gì? Là giải thoát đó các quý vị. Cho nên quan niệm giải thoát của nhà thiền nó rất là gì? Là dễ, rất là gần gũi và rất là thực tiễn ở trong cuộc sống này. Chúng ta chưa học Phật kỹ thì chúng ta nghĩ giải thoát là một cái gì đó nó gì? Nó cao siêu, nó xa vời, nó dịu vợi, nó mênh mông, nó rộng lớn, nó huyền bí và nó gì? Nó không thể diễn tả hết được. Nhưng thực sự thưa với các quý vị, giải thoát là gì? Tức là chúng ta không vướng bận, không bị nó trói buộc, không bị nó làm chúng ta đau khổ, có nghĩa là giải thoát. Giống như người nghiện thuốc lá, thuốc lào và người không nghiện thuốc lá, thuốc lào. Cái người mà nghiện thuốc lá, thuốc lào mà đến khoảng 1, 2, 3 tiếng đồng hồ hoặc nửa ngày mà không được một điếu thuốc lá hoặc một vài hơi thuốc lào thì khó chịu lắm, mệt mỏi lắm, nó thèm thuồng lắm, nó bức bối lắm. Và nó gì? Nó thậm chí là xin lỗi các vị, có khi nước bọt ở trong gì? Nước miếng ở trong miệng nó cứ chảy ra, cứ phải đi, xin lỗi các vị, đi nhổ phèn phẹt suốt á. Khổ. Ngồi nghe Pháp muốn ra nghe ra làm bắn điếu thuốc lào, sợ đi vào thầy biết thầy lại mắng cho trước mặt mấy nghìn mọi người như thế này thì xấu hổ cho nên không dám ra. Đó là gì? Khổ. Khổ của người nghiện thuốc lá, thuốc lào. Nhưng còn nếu các cụ, các Phật tử, những người nào không nghiện có sao không? Có vướng bận không? Có thèm không? Không sao cả, vô tư. Đó, đấy chính là gì? Buông được cái nào thì được giải thoát, được tự tại với cái đó các quý vị. Cho nên Phật Pháp của Thiền Tông là Phật Pháp thực nghiệm chứng ngộ và giải thoát ngay trong cuộc sống này. Cho nên chúng tôi bắt đầu từ đó, mỗi lúc đau khổ, mỗi lúc phiền não, mỗi lúc khó chịu, liền thực tập cái lời dạy của Phật, của Tổ và đặc biệt của Thiền Sư Hòa Thượng Thích Thanh Từ. Ngày đó cụ dạy là gì? Dùng hai chữ buông xuống. Đấy, buông được bao nhiêu thì nó nhẹ nhàng đi bấy nhiêu. Thầy lấy một cái ví dụ nữa. Giống như chúng ta gánh đồ nặng ở trên vai hay đội cái đồ nặng ở trên đầu. Nó nặng quá thì chúng ta phải nghỉ. Mà khi chúng ta nghỉ, chúng ta muốn gì? Muốn đỡ mệt, chúng ta phải đặt cái gánh gì? Gánh đó xuống đất. Đặt cái chúng ta đội trên đầu xuống gì? Xuống đất để ngồi nghỉ, để uống nước, để quạt mát, để nghỉ ngơi. Chứ chúng ta vào chỗ nghỉ mà chúng ta gì? Chúng ta bảo mệt quá, nặng quá, nhọc quá. Chúng ta vào chỗ dâm, chúng ta nghỉ, vào chỗ quán để uống nước mà chúng ta vẫn đội ở trên đầu, vẫn đi ở trên lưng, vẫn vác ở trên vai. Dù chúng ta vào chỗ thoáng mát, nó có đỡ nặng, đỡ mỏi, đỡ mệt không các quý vị? Có đỡ không? Không, mà điều quan trọng là chúng ta phải đặt, tạm thời đặt gánh nặng đó xuống, nghỉ ngơi, lấy sức, rồi uống cốc nước, nghỉ một chút xong rồi lại tiếp tục đi, thì nó mới về tới đích. Đấy, đấy là nguyên lý của người tu chúng ta. Phải nhận chân được các khổ. Phật tử này hỏi con khổ, khổ lắm thầy ạ. Thì khổ, ai cũng khổ, thầy cũng khổ mà. Thầy cũng có nhiều cái khổ chứ. Nóng quá cũng khổ, lạnh quá cũng khổ. Ấy, mình tận tâm tận lực vì nhân dân, vì tín đồ, vì Phật tử, vì đại chúng mà làm các công việc Phật sự. Các vị cứ nghĩ đi, chúng ta xây một cái ngôi nhà nhỏ nhỏ khoảng độ 100 m² lên khoảng 3 tầng, 5 tầng là gì? Vất vả lắm. Tiền có sẵn trong két rồi. Nhoan nhấp bao nhiêu năm, vợ chồng đi làm nhoan nhấp, tiền có sẵn trong két rồi, hoặc gửi trong ngân hàng rồi. Chỉ có việc mà gì? Gọi thợ đến, ký kết hợp đồng, giao việc cho nó làm thôi. 6 tháng, 1 năm sau mới xong. Nhưng mà tất bật ra vào khổ cực, lo lắng vô cùng.
Vì cái nhà, cái cửa mà có phải là cái gì đâu. Quan trọng lắm, cho nên là lo lắng. Tiền có sẵn, thợ ký hợp đồng giao cho nó rồi, nhưng có yên tâm để đi du lịch bỏ mặc cho thợ nó làm thế nào thì làm không? Không. Đi lên chùa 3 ngày, có khi sáng đi tối về. Bình thường có thể ở suốt được cả 3 ngày 3 đêm ở trên chùa. Nhưng mà đang xây dựng, xong khóa lễ, có khi xong khóa thời khóa buổi sáng một cái chiều phải tranh thủ. Hoặc thời đệ nhất, đệ nhị là phải tranh thủ về trước, để trời nó còn sáng, để ngó quanh một vòng xem công trình hôm nay thợ nó làm được đến đâu. Lo lắng thế cơ mà. Cho nên xin thưa các quý vị, chúng ta làm một cái chút việc nhỏ nhỏ thôi, còn phải lo lắng, phải vất vả. Huống chi các thầy làm nó bằng hàng trăm lần, thậm chí hàng vài trăm lần chúng ta. Ấy thế mà có người đâu họ có hiểu, làm vì Phật Pháp, vì nhân dân, vì tín đồ Phật tử đâu. Họ nói mình thế này thế nọ thế kia, nói ông sư thế này thế nọ thế kia, nói đủ các thứ. Nếu mà mình không an nhẫn được, không buông được những cái lời nói, lời phỉ báng, lời mắng nhiếc, lời dèm pha, lời khinh bỉ của thế nhân, thế mình thoái tâm thôi. Thôi ta chẳng thèm làm nữa. Ta có tiền ta gửi ngân hàng, ta có tiền ta gì, ta mua vàng ta cất. Nhớ có chiến tranh có làm sao đó thì ta còn có một khoản. Nếu ta không tu được, ta về ta còn có một gì, một món. Đấy là cái người gì? Người không biết tu, không biết lo cho đại chúng, không biết buông những cái cần buông, không biết nắm những cái cầm nắm, thì họ luôn luôn nghĩ như vậy. Còn người biết nghĩ, biết buông những cái cần buông, biết nắm những cái cầm nắm. Nắm cái gì? Nắm về cương thường đạo lý, nắm về những điều tốt đẹp, có thể hướng thiện và đem lại lợi ích cho nhân gian và cho xã hội, cho mọi người. Trên thì báo Phật ân đức, dưới thì tiếp dẫn là hậu lai, dùng làm phương tiện để cứu độ chúng sinh. Nắm giữ cái đó và buông đi những cái gì cần buông, tức là những lời dèm pha, những lời khinh bỉ, những lời xúc xiểm, những lời báng bổ, những lời nguyền rủa, chửi bới, thô tục của nhân thế. Thế thì mình được an. Mình thấy cái việc đó mình làm là đem lại lợi ích cho gì? Chúng sinh, lấy niềm vui của chúng sinh là niềm vui của mình, thì mình sẽ gì? Sẽ an. Học theo chư Phật Bồ Tát đó, lấy niềm vui của chúng sinh là niềm vui của mình, lấy nỗi đau, nỗi lo của chúng sinh là nỗi đau, nỗi lo của mình. Cứ như thế mà làm, đấy gọi là giữ. Buông những cái lời dèm pha xúc xiểm của thế nhân đi, để cho mình bớt vơi bớt đi phần đau khổ. Đó là cần buông thì buông nó đi. Đấy, Phật tử đưa câu hỏi này bảo con khổ lắm thầy ạ. Chứ khổ lắm, L cao, nhưng mà viết ở đây là viết N, cho nên thầy phải đọc nguyên văn. Khổ lắm thầy ạ. Viết 2-3 lần như thế, nhấn mạnh lắm. Thế thì Phật tử này cũng như tất cả các Phật tử chúng ta, xin thưa các quý vị, đến cuộc sống này, đến cuộc đời này, có mặt từ khi lọt lòng mẹ sinh ra, chúng ta đã cất 3 tiếng khóc chào đời. Khổ quá, khổ quá, khổ quá. Bắt đầu từ đó chúng ta thì chịu cái khổ về gì? Về thân rồi. Còn về tâm thì chưa biết. Nếu chúng ta có phúc nhiều đời, nhiều kiếp gieo trồng, thì kiếp này chúng ta đỡ khổ. Đức Phật nói là các pháp hữu vi, có sinh, có diệt. Tức là thân chúng ta thì có gì? Có sinh, có già, có bệnh và có gì? Có chết. Ở sinh thì vui, cái tạm thời cho là như thế đi, là vui, là mừng. Già có vui không? Có ai muốn già không? Thầy đảm bảo là các cụ, các Phật tử ai cũng muốn ở cái tuổi gì? Cái tuổi mà gọi là thành niên, thanh niên,
tráng niên. Đấy, ở mãi cái tuổi gì? Thanh niên và tráng niên đấy. Tức là cái tuổi từ gì? Khoảng độ 18, 30, 40 đó. Cái tuổi đó, cái tuổi sung sức. Cái tuổi đó là cái tuổi trí tuệ, công danh, sự nghiệp. Bắt đầu phát triển, nó cứ phơi phới ra. Ai cũng muốn cả. Bắt đầu vào 50 tuổi. Tóc bạc, da nhăn, trí tuệ giảm dần. Sức khỏe giảm dần. Đi làm thì bạn bè hoặc là người ta hỏi cho bác còn mấy năm nữa thì về hưu nhỉ? Nếu mà cái người nào mà làm công việc nặng nhọc thì rất mong sớm được nghỉ hưu để có đồng lương, đồng xuyến để mình vừa trông nom mà nhà cửa lại vừa có đồng lương. Đấy là người làm những công việc gì? Công việc nặng nhọc, công việc như là công nhân các thứ thì rất muốn nghỉ sớm nhưng mà vẫn có lương. Thì mình được ở nhà không phải đi làm nhưng vẫn có lương. Nhưng những người làm gì? Làm công chức, làm các thứ mà nó mang tính chất là nó có danh, có lợi một chút đó. Nói với các vị, 10 người thì 9 người không muốn nghỉ. Thậm chí già, đau, yếu vẫn không muốn gì. Vẫn không muốn nghỉ. Nghe đến cái từ bao giờ thì bác nghỉ hưu. Mà muốn đập cho nó một cái. Mình còn phơi phới sức khỏe này, mình còn khỏe thế này. Mình mới có 59 tuổi 10 tháng, còn 2 tháng nữa mới về hưu cơ mà nó đã nhắc khéo mình rồi. Vân vân và vân vân. Cho nên chúng ta thấy cái già chẳng ai mong muốn đâu. Mà cái già, thường cái già thì nó lại đi kèm theo là cái gì? Cái bệnh nó khổ lắm. Già tự nhiên nó sinh ra nhiều bệnh thế. Ôi giời ơi, ngày xưa tôi còn khỏe, sao tôi không có bệnh tật gì, sao bây giờ tôi mới gì? Có tuổi một chút sao trăm thứ bệnh nó đến với tôi một lúc thế này. Nào là huyết áp cao, nào là gan nhiễm mỡ, nào là máu nhiễm mỡ, rồi nào là gút, nào là ôi rồi khớp, nào là đủ các thứ luôn các cụ, các Phật tử. Hơi một tí là người nó quay, hơi một tí là người nó mệt. Trước đây một mình lái xe 5-6-70 cây số vô tư. Bây giờ ngồi xe với con với cháu mà đi vài chục cây nó đã thấy mệt, thấy gì, thấy say, thấy mệt rồi. Đó, đây là biểu hiện của tuổi già và sức khỏe suy yếu. Mà sức khỏe suy yếu là cái biểu hiện của gì? Của thần chết đến gõ cửa. Ngôi nhà tứ đại, thất đại của chúng ta. Cho nên xin thưa các quý vị, Đức Phật dạy là gì? Cái gì có hình có tướng đều phải chịu cái sự chi phối là gì? Là sinh trụ dị diệt hoặc là sinh trụ dị diệt hay là thành trụ hoại không, đó là chỉ cho gì? Thế giới vô hình như cây cối đất đá. Còn sinh già bệnh chết á, gọi là sinh lão bệnh tử đó, thì đó chính là chỉ cho các loại động vật, các loại hữu tình như con người chúng ta, con trâu, con bò, con chó, con lợn, con gà, vịt, vân vân, đó là hữu tình. Thì sinh lão bệnh tử, tức là sinh già bệnh chết đó. Còn hữu hình nhưng mà như cây cối á, đất đá, đồi núi vân vân thì gọi là thành trụ hoại không hay là sinh trụ dị diệt. Đấy. Đức Phật nói á, tất cả các pháp hữu vi như mộng. Mộng là như giấc mơ. Như huyễn. Huyễn là gì? Huyễn là nó không thật, nó giả. Giống như người làm ảo gì? Ảo thuật ấy. Đấy. Giống như người làm ảo thuật ấy. Hoặc là giống như ở trong màn ảnh chiếu bóng ấy. Tức là phim ảnh ấy, nó có thật không? Không, nó không thật. Người ta đóng thôi. Nó là giả, là huyễn, là giả, người ta đóng thôi, có thật thế đâu.
Ví dụ như đóng phim mà bắn bằng 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 một cái thế là gì? À, một cái là chảy máu ra là chết. Có ai dám đóng phim không? Ai dám đóng không? Đóng phim mà nó đâm một cái vào bụng thế là nó rút kiếm ra thế là chảy máu ngã gục xuống chết. Có ai dám đóng không? Không, đấy là giả. Nó là làm cái kiếm gỗ hay cái kiếm gì, nó giả vờ đâm vào một cái. Nhưng có phải đâm thật đâu. À, đây giả vờ đâm một cái thôi, nhưng mà nó quay bao nhiêu cái lần cắt, quay đi quay lại nó cắt. Nó giả vờ đâm một cái, nó đâm trượt ra ngoài. Nhưng mà mình nó bằng cái hiệu ứng phim ảnh rồi, nó bằng cái công nghệ nó làm như thật đấy. Xong nó bôi một tí, xong rồi máu thì nó lấy cái thuốc gì? Thuốc đỏ nó bôi vào, nó làm như là máu, thì chúng ta thấy là thấy ngã xuống, chúng ta bảo ôi giời chết, thương, khóc tu tu ra, khổ. Đặc biệt là nhân vật nào đó mà chúng ta yêu, chúng ta mến, chúng ta quý, mà trong phim họ gì? Họ chết rồi thì thôi, để về buồn, ăn không ăn được, ngủ không ngủ được. Khổ thân chưa? Đấy, bằng từng này tuổi đầu mà còn để cái giả nó lừa cho khóc sụt sùi ra. Thương cảm, mến, ghét. Đấy, nhân vật nào mà nó ác mà chúng ta thấy thì nhân vật phản diện thì chúng ta ghét. Ghét nhìn thấy mặt là ghét, thậm chí là gì? Cái nhân vật đó đóng cái phim, đóng cái vai ác phản diện đó, đi ra chợ mà nhìn thấy mua rau ngoài chợ chửi. À, có mà. À, mấy cái diễn viên ở Hà Nội, cái tên là gì này, mà chuyên hay đóng vai phản diện vai ác đó. Đi ra chợ vì gì? Bị cá một cái nhóm các bà, các cô ở ngoài chợ thì chỉ mặt là chửi. Người ta xem phim, người ta diễn đạt đến cái mức là gì? Ác đến cái nỗi mà nó ác đến cái mức độ là ai nhìn thấy cũng ghét. Cho nên đi ra chợ mua gì, mua đồ, hết các cô, các bà bán hàng ngoài chợ, người ta chỉ mặt, người ta chửi, cái bảo không bán cho cái con ác này. Cái bà này ác quá, không bán cho nó. Đấy. Ngày xưa thầy đọc thấy một cái bài báo đấy, đấy họ diễn đến mức độ như thế đấy. Xin thưa các quý vị, huyễn là không thật, là giả. Bào ảnh là gì? Bào ảnh là nó như bào là gì? Là bọt gì? Bọt nước. Chúng ta thấy bọt nước nó mưa, ngày xưa bé bé chúng ta hay chơi nhìn cái trời mưa gì, nó rơi từ trên mái nhà, nó rơi xuống mái tranh hay mái ngói, nó rơi xuống cái bọt nước, rơi cả tõm một cái xong nó nổi cái gì, cái bong bóng lên đấy, xong nó bong bóng nước nó trôi một tí xong nó vỡ gì, nó vỡ một cái thế là gì, hết. Mà nhìn cái bọt nước ấy, cái lúc trời mưa đang mưa xong lại nắng lên thì nhìn cái bong bóng nước nó rất là đẹp, nó xanh vàng đỏ trắng hồng tím lam cam quýt gì đó vân vân, nhìn rất là đẹp. Nhưng nó có bền không? Không bền, gọi là như bọt nước lềnh bềnh nổi trên mặt nước, chỉ trong giây lát là vỡ, là tan, là biến, là mất thôi. Đấy gọi là như bọt, như bào ảnh là như thế đấy. Như điện, như chớp. Điện là gì? Điện là chớp ở trên hư không á, xẹt qua một cái. Nhất thiết hữu vi pháp, như mộng huyễn bào ảnh, như lộ. Lộ là gì? Lộ là giọt sương. Giọt sương mai ở trên cành, trên đầu ngọn cỏ vào buổi sáng sớm mùa đông. Ngày xưa các Phật tử chúng ta nó hay đi làm đồng, thì chúng ta thấy ở các bãi cỏ mai, hoặc là ở trên đầu cây lúa, cây ngô, cây khoai, cây sắn, chúng ta đi làm cỏ nhìn cái gì? Cái giọt sương mong manh, long lanh ở trên đầu ngọn cỏ, trên đầu lá cây, rất là đẹp. Nhưng nó có gì? Có bền suốt được cả ngày không? Không, đến khi mặt trời vừa mọc lên được khoảng đầu sào, hơi ấm, hơi nóng của mặt trời nó tỏa xuống, chiếu xuống nhân gian của chúng ta. Và cái giọt sương kia liền là gì? Bốc hơi và tan biến thật nhanh. Cho nên mới nói là như lộ, chứ là như sương. Diệt như điện, diệt có nghĩa là cũng như sương, cũng như chớp. Như điện, điện tức là chớp. Đấy, các pháp hữu vi nó như thế đó. Như lộ diệt, như điện, tức là nó mau chóng
đẹp đấy, vụt qua trên bầu trời sáng loáng một cái đẹp đấy, nhưng mất đi cũng nhanh đấy. Đời con người ta cũng như thế thôi. Mới ngày nào đi thi hoa hậu đoạt giải, 5-7 năm sau vẫn còn có chút tiếng tăm, đi đến đâu vẫn còn có kẻ đưa người đoán, nhưng mà nó ít gì, ít người dần đi rồi. Khi mới đăng quang hoa hậu thì rất nhiều những cái hợp đồng quảng cáo, rồi đại diện các nhãn hàng, rồi các công ty, các doanh nghiệp vân vân, những cái hợp đồng đem lại kinh tế rất là gì, là cao. 5-7 năm sau nó bắt đầu giảm dần, 10-15 năm sau thì thấy không còn mấy những người kẻ đưa người đoán nữa. 20-30 năm sau có những người không biết tu nhân tích đức hành thiện, giữ gìn bản thân, giữ gìn phẩm chất, giữ gìn giới hạnh, thì 20-30 năm sau trở thành những kẻ lang thang đầu đường xó chợ, chả ai muốn ngó. Các vị về search trên mạng đọc một cái bài báo hoa hậu gốc Việt, người Mỹ gốc Việt phải đi gì? Đi nhặt rác, đi ngủ gầm cầu ở bên nước Mỹ. Hoa hậu cách đây 30-40 năm trước. Bây giờ phải đi nhặt rác, đi ăn xin, đi ngủ gầm cầu ở bên nước Mỹ. Rồi hoa hậu Hồng Kông nổi tiếng của thập niên 70-80, bây giờ trở thành kẻ vô gia cư, chẳng ai muốn gì, muốn chứa cả. Mới ngày nào thì kẻ đưa người đón, nay thì vô gia cư, trở thành kẻ vô gia cư, tức là không nhà, không cửa, không con, không cái, không người thân, không người thân thích. Chúng ta thấy không? Đấy gọi là như gì? Như lộ diệt, như điện còn gì nữa. Chúng ta tưởng nhanh. Tưởng là gì? Tưởng là tuổi xuân nó mãi mãi bên cạnh chúng ta. Cái hào quang của hoa hậu, của biết bao nhiêu người đi đến đâu cũng có người gì trầm trồ, có người muốn sán vào để chụp, ít cũng muốn được có một tấm ảnh chung. Mới thoát qua mấy chục năm thôi, chẳng ai muốn gần nữa cả, trở thành kẻ vô gia cư, không nhà, không cửa, không chồng, không con, không người thân thích. Đấy, hoa hậu Hồng Kông đấy, thập niên 70-80 của thế kỷ trước, về sớt mạng mà xem. Rồi hoa hậu người Mỹ gốc Việt 30-40 năm trước, bây giờ cũng thành người như thế. Rồi cũng khá nhiều nổi tiếng trên thế giới, cũng như Việt Nam chúng ta có, cũng có những người như thế. Do lúc nổi tiếng, do lúc kiếm được tiền thì không chịu tu nhân tích đức hành thiện, không chịu bố thí giúp đỡ người nghèo, ăn chơi trác táng, đốt hết phúc mình, cho nên nó mới nhanh chóng tàn tạ như thế. Còn có người họ biết tu nhân tích đức hành thiện, giúp đỡ người nghèo, giúp đỡ thế nhân, phóng sinh tu phúc hành thiện, thì họ càng ngày họ lại càng được vinh hiển, giàu sang phú quý, càng được nhiều người tôn sùng, ái mộ và tin ưa.